Big Sound Media, đối tác chuyên sản xuất phim quảng cáo, phim giới thiệu doanh nghiệp chuyên nghiệp. Trời ơi, em đẹp quá à. Em ăn cũng đẹp nữa. Em đẹp hơn ở trong cái video luôn á. Anh khen em hoài, anh ngại quá à. Anh dễ thương quá à. Anh đâu khen, nói thiệt á. Mưa. Ở nhà nhớ phá cửa cẩn thận đó nha. Dạ. Chị cấm em không được cho người lạ vô á. Nhớ không? Em biết rồi. Ừ, biết rồi đó. Biết rồi là người ta là con nít. Ừ. Chị hai của em. Vậy hả? Anh tưởng ba má em á, anh sợ nằm cái nói luôn á. Vậy là chị hai em ở với em thôi hả? Dạ. Rồi chị hai đi rồi hả? Đúng rồi, chị hai đi công việc rồi. Em đói bụng không? Anh mua đồ ăn cho em. Thôi, có tiền của anh lắm. Anh không thích em nói vậy chút nào á. Em đừng suy nghĩ. Em thích ăn gì anh mua cho em cái đó. Mình quen nhau qua Facebook hơn tháng rồi còn gì. Em đi cà phê với anh cũng mấy lần rồi. Để lần này anh chủ động qua nhà em, anh biết nhà nha. Em muốn ăn cái gì nói đi, anh đem qua cho. Đừng ngại. Nhưng mà anh mua cho em hai cục cà rán được không? Trời ơi, trời mưa mà anh có hai cục cà rán hả? Ăn gì thêm không? Anh mua thêm cho. Thêm khoai tây nghiền nha. Vậy mua cho em gà rán với khoai tây nghiền nha. Em nhắn địa chỉ qua đi, anh qua liền. Dạ. Oh, it's so
sao máy gì hay gọi không được. Chị hai đâu rồi? Em sợ quá. Em đừng có tưởng là em thoát được anh. Nhà mình đóng cửa rồi, không sao đâu. Chị hai, chắc chị hai gọi. Chị hai ơi. Nguyễn Thái, mày không thoát được tội đâu.
hai chị em sung sướng nha. Thả tao ra đi. Tụi bay nghĩ là tao tới đây một mình hả? Giờ này chắc mấy đứa bạn cũng tới rồi đó.